nhà. Hôm nay Thảo ghé quầy bánh mì chảo của Ma Lê cả nhà. Cái khu vực này là để khách ngồi ăn hả cô Lệ? Đúng rồi đó con trai. Dạ. Ở đây để xe. Dạ. Có cái mặt bằng đã quá ha. Đó, mọi người đến ăn bánh mì chảo của Ma Lệ cả nhà. Thì mình sẽ có nguyên một cái quầy đây để mình ngồi ăn sáng này. Ăn sáng là để mấy em nhỏ ăn sáng đi học. Bánh mì của mẹ Lệ này gồm có là. Dạ. Bật lửa lên làm bỏ dầu vô. Mì ốp la. Dạ. Cái ốp la vô nha. Còn cái này là một cái trứng đánh. Trứng đánh á mình bỏ miếng muối vô. Dạ. Miếng tương vô. Miếng tương ớt vô. Xong rồi mình đánh lên. Rồi cho hai cái hòa chung luôn, chung một chảo luôn. Mình quá phép, nó thành bánh mì trứng BD. Dạ, bánh trứng bánh mì trứng BD. Bánh mì trứng BD. À, vậy đó hả? Vậy là có cái tên bánh mì trứng BD đó hả? Đúng rồi. Một cái trứng ốp la, một cái trứng đánh đó con trai. Dạ, là nó hai cái đó, thứ rồi. Nữa đó. Trời. Thứ nữa đó là trứng BD đó. Giờ Thảo mới hiểu là sao con có cái tên. Bây giờ con mới hiểu là trứng BD phải không? Dạ. Một cái la, một cái đánh á. Mình dạ. Ăn la không á mình ngán lắm, mình ăn đánh không mình cũng ngán lắm. Dạ. Cho nên mình phối hợp hai thứ vô nó ngon. Cái này với bánh mì này là nhiêu tiền đây cô Lệ? Vậy á, với bánh mì á là chỉ có 15 ngàn. Ồ, cũng rẻ đó chứ hả? Ăn sáng như vậy thì thôi mình thấy quá rẻ đúng luôn rồi. Cả nha. 15 ngàn. Bây giờ á, mình bỏ miếng phô mai 5 ngàn vô. Dạ. Là thành 20. Dạ. Mình bỏ phô cá 5 ngàn vô. Là thành 25. Cá hộp luôn đó cả nhà, cá hộp ba cô gái. Ba cô luôn đó. Cái này rất là ngon. Cá vô nữa. Cá vô nữa là thành 25. Đó, cá vô nữa là thành 25. Dạ. Yeah. Rồi mình bỏ chút xíu dẻo vô. Xíu dẻo vô. Cũng có cháo nó cắt nhỏ. Xíu dẻo nó mày cắt lớn. Mình bỏ chút xíu dẻo vô nè. Cái đó là xúc xích dẻo hả? Xúc xích dẻo vô. À, cô Lê làm. Ừ, là 30. Rồi mình bỏ xúc giòn vô. Rồi là thành 35. Ồ, còn tượng hồi nãy thì 15 ngàn thì rẻ nhưng mà giờ nhiều nguyên liệu vô thì tới 35 luôn. Đúng rồi. Thì nó cũng mà, nếu mà bỏ vô đủ thứ luôn á là 35. Dạ. Còn nếu mình ăn cái trứng không với ổ mì là 10 ngàn. Dạ. Rồi mình bỏ cái trứng đánh vô nữa là 15. Dạ. Cứ mỗi cái bỏ vô là 5 ngàn. 5 dạ ngàn. Dạ, cứ mỗi thứ là 5 ngàn. Cứ đúng thế rồi. Mà mình muốn ăn bao đúng nhiêu rồi. Thì ăn. Đúng rồi, mỗi thứ thêm 5 ngàn. Ví dụ như cái trứng này không với ổ mì 10 ngàn, bỏ trứng đánh vô là 15. Dạ. Miếng phô mai 20. Miếng cá là 25, 30, 35. Rồi, có Lê bán cho khách cái đại kìa. Khách đi con. Là dạ. Bill ơi, Bill ăn gì nói cho mẹ nghe. Con một cái cho con một cái trứng nha. Ừ. Một cá hồi với lại phô mai. Rồi, trứng cá phô mai. Dạ. Con ngồi bên quán cà phê bên nói cho con. Con ngồi bên luôn rồi con. Là của con 30 đi con gái. Xong, để mẹ đem cho con luôn nha. Rồi, của con gái 30. Mày cắt mì cho con luôn, mày đem cho con luôn. Con ngồi quán cà phê bên đó hả? Dạ, đúng rồi. Cà phê đen thùi lùi hả? Dạ. Cà phê ô nát. Dạ. Rồi, vô gói mì vô đây nè, cho con ăn mì. Cho mổ. Rồi, mày đem cho con luôn nha. Dạ. Phô mai với cá ha bé yêu. Dạ, phô mai cá trứng, nhưng mà trứng làm trứng chín không con? Trứng vậy chín vậy được chưa? Không, cho con chín luôn đi. Chín khô luôn cho nó xà bần lên luôn cũng được. À, là cho nó khô luôn á con. Dạ. Khô luôn cho con luôn. Bây giờ là chín khô cho con. Rồi, con có ăn hành được không? Mày bỏ vô. Dạ. Bày được, á. Được. Có hành bày. Bỏ cái khô vô cho con. Cái là muối bột á à, cô? Ừ, dạ. Tương vô. Hết miếng tương luôn rồi. Vậy nó sẽ ra cái mùi ngon lắm. Xong rồi. Xoay cho nó chín. Xoay chín cho nó lên. Dầu mỡ gì quá đổ mỡ ra đi.
lật lật chảo chính hai mặt. Có mấy bạn thích ăn sống vậy, thích ăn sống vậy. Có mấy bạn thích ăn chín vậy. Cho con nửa cái phô mai luôn, một cái ăn. Rồi, để vô nửa cái phô mai thôi. Thế cả nhà, mọi người ăn thì có thể ngồi ở bên này nha. Ở đây chụp xe không? Dạ. Tôi ngồi ăn bên đây á, công an á, có cái camera trên đó. Dạ, đó họ xuống, rồi. Họ la. À, Thảo nhắc lại á là... Nếu người ta ngồi chẳng lan lên, cái đường trái là xe chẳng được. Dạ. Thảo nhắc lại cái địa chỉ của bánh mì, của bánh mì chảo của cô Lê á cả nhà. Thì ở... 004 lô E, chung cư Nguyễn Thị Thuật. Mọi người gọi chung gọi mà bánh mì má lề, bánh mì chả má lề nó có, ở trên Google nó có luôn. Anh chào anh. À, bữa nay anh ăn gì anh? Bánh mì cá hả? Bánh mì trứng BD này. Anh ơi, cá hả? Cho cái kinh khỏi hả? Dạ nó ổn rồi, bác sĩ ổn, nó ổn rồi, em ra em bán. Anh ăn cá hả? Cá ớt cho nguyên dụng cá. Ớt trái hay là ớt tươi? Ớt được. Ớt trái chả ngon. Miễn là ớt thôi. Rồi đỏ nó nằm ở đâu. Không có, thôi đi, nó đi. Có cách lại nè. Đây nè, cái chỗ mà tới ngoài đây nè. Vậy nghỉ có mấy ngày hả? 2 tháng á. 2 tháng đúng rồi. Bữa ra bán được 1 tuần lẻ 3 ngày rồi đó. Rồi bữa bán từ bữa thứ 2. Trời ơi, nghỉ tới 2 tháng luôn à? Tại vì cái chân của cô Lệ thì cái chống nó đâm vô á. Dạ. Rồi cô Lệ nghỉ 2 tháng á, rồi cho em chồng bán. Giờ ổn chưa? Bác sĩ nói ổn rồi, em bay ra bán liền nè, ở nhà buồn lắm, ở nhà ăn ngủ không mà buồn. Phải buồn. Đi ra đi vô. Tiền không vô là buồn phải không? Đúng rồi, ăn không có cầm tiền là buồn. Với lại cứ đi khám bệnh, cứ đi tái khám hoài á. Cứ đi tái khám này, cứ đi khám bệnh hoài. Suốt vậy là định kỳ phải đi khám lại phải không? Đúng rồi. Tái khám. Chứ mỗi ngày vô chụp cái này chụp cái kia, chụp hình tùm lum tà lá chứ. Lệ. Có rồi nè bé yêu, bưng luôn cho mẹ. Lệ là người Lệ là người của công chúng rồi đó, ai cũng hỏi hết. Đúng rồi. Ở nhưng nhà. Mấy đứa nít lại đi hỏi quá trời luôn. Ăn hành luôn anh ha. Ừ, hành luôn. Người lớn nít thì cũng lại hỏi người Lệ. Rồi xong của anh. Đó này có ớt trái cho bé rồi. Hai phần của con là không cá, không hành. Một phần không hành thôi. Một phần không hành, một phần có hành. Dạ. Còn hai phần đều không cá. Hai phần đều không cá. Cảm ơn con. Cái đó là muối hả? Muối hả? Cô Lê. Muối hả? Dạ. Con ơi, con ăn hành không? Con không ăn hành. Cái đó là muối. Đựng vô cái chảo luôn hả? Đúng rồi, để nó mày cắt cho con nha. Thôi từ xé không được ha. À, đó là con 30. Cắt cho con dễ à. Ủa con lấy bánh mì trong rổ nào cuối ngủ vậy? Ừ, lấy cái rổ bên kia kìa, nó mới giòn. Lấy cái rổ thôi đổi đổi ổ đó đi, đổi ổ đó đi. Sao đâu, cái này bỏ lại đi, lấy cái rổ bên kia. Lấy rổ bên kia đó con. Đúng rồi, giờ con lắp con đây. Con gái là con gái. Con gái không ăn hành. Của con gái 15 ngàn con. 15 ngàn. Rồi con trai để mì đây đi, mì cắt ra.
Đó, cái này nó mới lên. Đó, nóng ngồi nè, thấy không? Giòn rum mà. Con gái cưng lấy cái đổ mày bên kia nó nóng nha con. Để giúp mẹ ngồi vậy mày cách cho con vậy à. Đúng rồi đó. Bên kia, bên kia, bên kia. Bên kia nó mới đến á. Dạ. Rồi, của con trai của mẹ nè. Gái không có nằm. Rồi 15 có số tiền để yêu không? Thôi yêu là 35 nghìn. Chắc là cho cái con dễ ăn. Chứ mình xé mình ăn nó dính hai cái mép mình nó rát rồi. Dính năm đây này nó rách cái mép mình nó rát. 15 nghìn con gái cưng. Cách cái món lên cho nó đẹp tương với tương ớt thôi. Rồi con ăn thằng con tay á con. Thôi thôi, mỗi cái không có này. Từ từ nó thôi. Có cái muỗng trong đó. Ủa, mày lấy cái muỗng ra rồi. Có cái muỗng mới ăn được chứ. Lấy cái muỗng ra hả? À. Cô Lệ ơi, mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ đó cô? Từ 5 giờ sáng tới 2 giờ trưa con. Dạ. 5 giờ sáng mày dọn ra là tôi bán. Dạ. À, Thảo thấy là cô bán cô rất là chiều khách đó cả nhà. Cô rất là ngọt ngào với khách luôn á. Nè. Khách là người thân thương của mình đó. Dạ. Khách là người con tới sự giàu sang vui vẻ cho mình á. Ồ vậy đó hả? Đúng rồi, chính khách xác. Khách đem tới sự vui vẻ cho mình có buôn bán mình mới vui, mình nở dạ. Nhà mình buồn lắm. Rồi khách đem đến tiền tài cho mình nữa. Đúng mình rồi. Làm vẫn có khách thì sao sống? Mình phải vui vẻ với khách để khách đem sự giàu sang đến cho mình. Dạ. Mình phải yêu quý khách hàng của mình. Người bán mà không biết trân trọng khách, không biết yêu quý khách là khách nó bỏ đi hết là mình bán ế lắm. Dạ. Con nghe là cô Lệ bán cũng lâu lắm rồi đúng không cô? Đúng rồi, cô Lệ bán từ lúc còn nhỏ mà. Nhỏ 15 tuổi đó, hồi xưa cách mạng mới thành công đó. Vậy chắc phải 40 năm rồi quá. Hơn 40 năm chứ nếu mà tính ra bán từ giải phóng xong đến giờ là... Không á, giải phóng ra bán á, hồi xưa cô Lệ ra bán á hả, là không có được cái xe gì đâu. Cô Lệ ôm cái thúng á, gì là xách cái vỏ đó, cái vỏ dạ. Mới đựng mấy con gà đó phải không? Dạ. Mấy con gà người ta đi đá đó, xách cái vỏ đi rồi bỏ đồ trong đó, bỏ kéo nè, bỏ nước tương, chung ớt, muối trong đó, rồi bánh mì trong đó, rồi ăn trong đó đó. Cái đi mời người ta vậy nè, đi mời người ta nè, hồi xưa đó, đâu phải bán sướng vậy đâu. Dạ. Đi mời người ta ăn mì không chị? Ta mới ăn cái vô vô đây vô vô đây chị cái dắt vô hè đúng không, ngồi xuống lấy rút bánh mì ra dạ. Bán mà lén lút như bán ma túy. Bán hồi xưa là bán lén lút dạ. Nếu không lén lút cờ đỏ bắt dạ, cái lúc mà mới về sống vậy đó. Cờ đỏ bắt đó dạ. Trời ơi rồi người ta đi lạnh bánh mì tổ rồi đó, mình thâu lại dạ, mình mua lại chứ làm gì mình có bánh mì để bán. Trời đâu có được bánh mì như bây giờ, muốn ăn bao nhiêu cũng có đâu. Ta bán bánh mì cho mình, cái người ta lấy tiền ta đi mua thịt cá rồi người ta ăn. Dạ. Còn bo bo rồi khoai mì, khoai lang thì người ta luộc lên ta ăn. Dạ. Cô Lệ gạo mắt lắm á. Cô Lệ kể cái thời mà thời vừa giải phóng xong á, thì thời đó thì tụi con còn khổ nhỏ lắm. Đâu có biết đâu, chưa đẻ nữa chứ nhỏ. Đúng gì rồi. Khổ lắm đó con, rồi dạ. Đó là cách mạng mới thành công, đất nước của mình mới hồi phục thôi. Bây giờ đất nước mình càng ngày càng phồn vinh rồi. Dạ. Bây giờ dân mình giàu, nước mình mạnh rồi. À. Bây giờ mình có thể là đi thi với quốc tế luôn, không thấy siêu trí tuệ Việt Nam không? Dạ. Việt Nam mình còn hơn mấy người nước ngoài luôn đó. À rồi cô Lệ, đây là cô Lệ bán lô mấy của chung cư Nguyễn Thiện Thuật á cô? 004 lô E chung cư Nguyễn Thực. À nhà đi. Cô Lệ 04 lô E Nguyễn Thực đó, nhà cô Lệ có cái hồ vậy. À dạ. Đó xe đạp. Rồi con biết rồi. Thì dân này đây là dân địa phương mới có được chỗ bán này chứ. Đúng rồi, tại dạ. Chồng cô Lệ là thương binh mà, chồng dạ. Cô Lệ đi chiến đấu bộ đội đó, còn có chân à. Cô Lệ dạ. Có mấy bạn nói là cô Lệ vài ngày cô Lệ tranh thủ dọn cái mấy cái bếp ga này cho nó sạch này. Đó. À không thể nào dọn được con, tại vì nó nóng lắm, nếu mà con bán xong con dọn liền á là con sẽ phỏng tay, con sẽ đứt tay tự dạ. Mấy cái bạn, mấy cái bếp này nó bén lắm. Dạ. Mình bán xong rồi mình vừa dọn xong là khách nó tới ăn. Ngày chiên 500-600 người mà làm sao mà dọn được. 500-600 chảo hả? Ngày cô Lệ bán nhiều lắm đó. Dạ. Ngày cô Lệ bán nhiều lắm đó. Nếu mà con vừa bán vừa dọn á, cô Lệ mướn con là con xỉu lên xỉu xuống luôn. Dạ. Mướn con lao bếp thôi là con xỉu rồi. Dạ.
Một ngày mà cô Lê bán 500-600 chảo chảo ốp la này cả nhà. Không 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 thể nào chùi được đâu con. Thiệt. Con ngồi đó con chờ cô Lê chùi bếp xong rồi con ăn nha con. À. Trời ơi, chùi cái bếp xong tới chiều rồi đó con. Dạ, nhưng mà sau mỗi ngày thì cô Lê đều chùi ha. Đúng rồi, chùi chứ. Nhưng mà chùi xong rồi mình chiên thì nó văng ra gì là đúng rồi. Là nó vậy. Lúc nào chiên nó cũng phải văng. Bây giờ con về con chiên thử một miếng chả thôi. Dạ. Nó cũng văng đầy bếp con. Đúng rồi, con biết rồi, con biết rồi. Dạ, nhà nấu ăn con biết mà. Đúng rồi. Xong nha, nếu mà muốn con có vợ nha, vợ con chiên nó làm sao mà nó không chịu lao, nói anh ơi em chiên thôi, anh nấu xong em mệt quá anh lại vô anh lao đi, con vô con lao thử thôi nha. May quá vợ con làm xong lao liền. Đúng rồi. Mà con thấy cái chảo của cô Lê rất là sạch nha, sạch lau bóng luôn á, cái chảo để chiên trứng á. Chảo chiên trứng này nó xưa lắm, nó mười mấy năm rồi đó. Ừ. Căng. Chảo này là bây giờ đi tìm đâu có nữa. Đâu có đâu, chảo nhôm này ngon lắm bây luôn. Bây giờ đồ modern mới bây giờ không à. Ừ. Đồ modern mới á, con biết sao ăn muốn ngon đâu. Nếu con chiên lên nó sẽ nghe cái mùi nhôm á. Cái mùi nhôm nó còn mới á, nó chưa có đi hết những cái chất độc của nhôm nó đi. Dạ. Còn cái này của cô Lệ mười mấy năm nó đi hết trơn. À, nó bóng luôn hả? À. Cô lau nó bóng. Còn là những cái lớp dầu của cô Lệ chiên hàng ngày. Dạ, thôi. Đó. Này những cái lớp dầu của cô Lệ chiên hàng ngày nè. Càng chiên nó càng bóng á nha. Đúng cô rồi. Cái chảo này vừa mình càng lau nó càng sạch á. Đúng rồi. Ừ. Cho nên là nó đã được tinh luyện biết bao nhiêu lần rồi, nó bị nấu biết bao nhiêu lần rồi. Dạ. Cũng xưa lắm rồi con. Đó, nó bóng này rồi kìa. Nó xưa lắm rồi đó. Dạ. Nó mười mấy năm mà nó bền vậy nè. Bền ghê hả? Mà đồ xưa, hồi xưa nó bền chứ đồ giờ mua bây nhiều giờ con tiền. Mua đi con để một ngày hai ngày nó nổi mấy cái gì lên. Đúng rồi, nó nổi mấy cái bóng nhôm lên chùi đúng nó rồi, nó đúng ra rồi, màu. Mà con chiên con ăn á nó nghe cái mùi hôi lắm, nó không nghe mùi thơm đâu. Dạ. Cho nên nhìn thấy cái chảo gì ta sợ nhưng mà nó ăn vô rất là thơm. Không, con thích mấy cái chảo nhôm cũ như vậy nè. Nó rất là người ta còn lụm chảo của cô Lệ, người ta lâu lâu ta đi ngang lén lén ta lụm chảo của Lệ về để ta xài đó. Chính xác. Ồ cái chảo này mà mọi người biết không, có cái chảo này mà đem mà đem mà kho khô là ừ. Cá nó săn chắc. Chính xác. Cái này mà không phải dễ kiếm được cái chảo này. Vậy gì mà kiếm được mấy cái chảo nhỏ nhỏ này. Phải mỗi ngày phải nấu dầu đổ ra mấy chục lần. Dạ. Đó. Đâu phải dễ kiếm được chảo này đâu con. Bé cưng ơi, bé cưng ăn gì nói cho mẹ nghe nè. Bé cưng. À có ăn hành được không con? Một bé có hành, bé không hành. Bé yêu không ăn cá mà bé yêu ăn hành. Phải không? Rồi của con hai phần là 70 đi con gái cưng của mẹ. À, con không ăn cá mà con. Rồi. Quá là ngọt ngào với khách luôn á. Con gái của mẹ là đầy đủ hả? Dạ không ăn hành. Con cũng không ăn hành. Mẹ ơi sao con gái ăn mà phải lấy tiền vậy? Rồi con gái mẹ tặng nha, khỏi lấy tiền. À, hai con gái ăn là khỏi lấy tiền. Con gái của mẹ mà. Mẹ nấu mẹ cho mà ăn. Không có đúng tiền đâu mà. Đúng rồi. Ở nhà mẹ nấu cũng đâu có lấy tiền con đâu. Đúng rồi. Giúp mẹ hai ổ mì đi, mẹ cắt cho con. Ủa chỗ để đây không? Hỏi cơm chở về thì lại. Ờ à, đúng rồi. Để đó giùm chị đó, lấy bánh nóng kìa, lấy bánh nóng ăn cho ngon kìa. Con bỏ này vô lấy vợ. Để đó đi. Rồi, lấy đi. Ừ. Cái này của con gái lấy cá không con? Dạ lấy cá. Con lấy cá mà không lấy hành. Lấy cá mà không lấy hành. Đây của mẹ có cá mà không có hành. Em cầm đi, đừng bỏ vô mà nó dính không. Em đừng bỏ vô con cá. Con cá mà không có mà. Rồi để mày cắt mì cho con nha. Được có lấy hai ổ mì nóng chưa? Nóng rồi đó. Mới là lần. Đó, giòn rùm luôn á. Rồi với bạn 35 những cái xương của mẹ nha. Chị cho bé yêu cách ăn nhé. Mày chỉ cho hai con cách ăn để cho nó ngon. Ăn đúng cách nó sẽ ngon mà hết mì hết trứng của mẹ luôn. Như vậy mày vui lắm. 70 hơn cả 30. Bèo xịt muối tiêu vô. Xong bèo xịt nước tương vô. Bây giờ biết ăn tương ớt đúng không? Biết ăn tương ớt thì bỏ miếng tương ớt cho con. Xong rồi con lấy miếng mì. Hướng dẫn cách ăn nè cả nhà. Cho bé ăn đúng cách nó mới ngon.
Dạ. Ví dụ chép phô mai vô nè. Đó, ví dụ chép phô mai vô. Rồi ví dụ cho miếng cá vô nè. Cái này là xúc xích dẻo nè bé cưng. Miếng xúc xích dẻo vô. Cái này là xúc xích giòn nè. Rồi xong mình cho miếng tấn vô. Cho miếng tấn vô nè. Bé yêu không biết ăn hành, không có hành. Rồi bé tưng tâm 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 miếng coi. Đốt cho ăn luôn. Đó, bé yêu ăn đúng cách vậy nó sẽ ngon lắm đó con. Ừ. Đó, con ăn vậy thấy nó ngon, đúng không con? Đó, bé yêu ăn vậy nhé. Ăn đúng cách mình thấy đấy. Rồi, mình xịt cho bé yêu miếng. Cái này mẹ đem cho bé yêu rồi đó, nó vừa ăn rồi đó. Điều khỏi cần đem nữa ha. Con thấy vừa ăn rồi không con? Đừng có đem nữa mà nó mặn á. Đúng rồi, con không đem nữa này, mẹ đem cho con luôn nha. Con khỏi cần đem. Con ngớt được hả con? Bây giờ của mẹ ngớt. Mình sẵn cho bây giờ ra, bây giờ chỉ cần ăn thôi. Rồi, mẹ ngớt được mẹ cũng thay nha. Đúng rồi. Cái này của con có hành, có cá. Rồi, của cưng của mẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.